Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là chương trình Thời sự cấp huyện ngày 2 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Huyện Vĩnh Tường và thị xã Phúc Yên quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Lập Thạch đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ đông năm 2014. Xã Bà Hiến, huyện Bình Xuyên nỗ lực hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn mới. Sáng ngày 31 tháng 10, huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm củng cố tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Báo cáo của Đảng bộ, chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng nhiệm kỳ vừa qua, kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, những việc còn tồn đọng, phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Theo kế hoạch, Đại hội các chi bộ đảng cơ sở tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6. Đại hội đảng bộ huyện tiến hành trong tháng 7 năm 2015. Thị ủy Phúc Yên cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị. Đồng thời, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ quý 4 và hội nghị ban chấp hành đảng bộ thị xã lấy ý kiến thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đồng chí Khổng Sơn Trường, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Phúc Yên đã quán triệt mục đích, yêu cầu cụ thể việc triển khai các nội dung chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 98 KHTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Triển khai kế hoạch của thị ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã tiến hành trong tháng 8 năm 2015. Đồng chí Bí thư thị ủy đã giải đáp làm rõ hơn ý kiến của một số đại biểu về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ thị xã và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại hội nghị, thị ủy Phúc Yên đã sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2014 và một số nội dung khác. 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng trên địa bàn thực hiện đạt gần 51.000 tỷ đồng, tăng 3,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 18,7%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 347 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 14.800 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2013. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện thường xuyên, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo và giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, hệ thống chính trị được củng cố. Quý 4 năm 2014, Đảng bộ và nhân dân thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sau hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ quý 4, Thị ủy Phúc Yên tiếp tục tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thị xã xin ý kiến của các ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thị xã về thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 31 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thị xã Phúc Yên. Ban Dân chủ Pháp luật Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phổ biến tuyên truyền những kiến thức nội dung cơ bản về nhiệm vụ thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng, luật hòa giải ở cơ sở, tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ làm công tác hòa giải,
phổ biến tuyên truyền thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã phường và hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình điểm, triển khai xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Thông qua hội nghị này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở những quy định của pháp luật, kiến thức về thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở, giám sát cộng đồng. Là một huyện thuần nông nên sản xuất nông nghiệp được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch xác định là kinh tế chủ đạo. Trong vụ đông năm 2014, toàn huyện đã đẩy nhanh cơ giới hóa nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm mang lại hiệu quả canh tác cao nhất. Vụ đông năm nay, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng theo kế hoạch là 2.945 ha. Năm nay, bên cạnh việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân gieo trồng hết diện tích cây vụ đông bằng những giống cây truyền thống, thì huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện vùng sản xuất cây hàng hóa ở xã Thái Hòa, Từ Du, Ngọc Mỹ, Liên Hòa, Đồng Ích. Đối với cây khoai tây, đã thực hiện được 20 ha trên 32 ha kế hoạch. Diện tích cây bí đỏ đã được thực hiện được 78 ha trên 78 ha theo kế hoạch, đạt 100%. Cây dưa chuột đã thực hiện được 6 ha trên 15 ha kế hoạch. Các địa phương đang tập trung vận động người dân gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, nhờ sự nhạy bén mà vụ đông năm nay bà con nông dân xã Triệu Đề cũng tự trồng thử nghiệm 30 ha cây cà rốt. Hy vọng giống cây trồng mới này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân trên địa bàn xã. Huyện cũng đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Lập Thạch, xí nghiệp thủy nông Móng Cầu chủ động phối hợp với các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tưới tiêu phục vụ sản xuất, đảm bảo đủ nước tưới trong suốt quá trình gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới thì xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu của ngành giáo dục. Nhằm thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Kim Long, huyện Tam Dương đã tiến hành rà soát, đối chiếu đánh giá thực trạng nhà trường. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hoàn thành công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015. Hiện nay, trường đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ phòng học, bộ môn, thư viện, thành lập được các tổ chuyên môn, tổ văn phòng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn chiếm 78,7%, 100% giáo viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn tay nghề vững vàng. Về chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh giỏi văn hóa các cấp liên tục tăng năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2011-2012, nhà trường có 24 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Năm học 2013-2014, trường Trung học cơ sở Kim Long có 49 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và 9 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Trên 95% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt, chất lượng giáo dục đại trà phát triển. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục khác như đổi mới phương pháp dạy và học, giáo dục thể mỹ, giáo dục kỹ năng thực hành và hướng nghiệp, công tác phổ cập giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học đều đã đạt được các tiêu chuẩn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp trường, trường Trung học cơ sở Kim Long đã xây dựng được hệ thống khuôn viên nhà trường có tổng diện tích 17.920 m², đảm bảo các tiêu chí xanh sạch đẹp, có tường rào cây xanh bóng mát, có cổng trường, biển đúng theo quy định. Trường đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong mọi tầng lớp nhân dân để các bậc phụ huynh hiểu và cùng nhà trường thực hiện thành công kế hoạch. Xã Bà Hiến, huyện Bình Xuyên đang nỗ lực đầu tư xây dựng chợ nông thôn nhằm hoàn thành tiêu chí số 7 trong chương trình xây dựng nông thôn mới và góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Không chỉ khó với xã Bà Hiến, tiêu chí số 7 này đang là thách thức với nhiều địa phương, bởi hầu hết các chợ đều đã xuống cấp trong khi kinh phí đầu tư phát triển chợ còn thấp. Công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng khó khăn, tâm lý không muốn thay đổi thói quen họp chợ tại điểm cũ của người dân. Chợ Bà Hiến cũ là điểm chợ trung tâm của xã, nằm trên đường liên xã, là phiên chợ họp vào các ngày 3, 5, 7, 10 trong tháng. Thu hút hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán không chỉ ở Bà Hiến mà còn ở các địa phương lân cận. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xác định tức là mở thêm diện tích của chợ thêm 2.100 m, cộng tổng với diện tích của chợ là 5.100. Và cái vốn đầu tư chúng tôi xác định đầu tư là khoảng trên 12 tỷ đồng để xây dựng cho 204 cái ký ốt ở trong chợ. Thì hiện nay là cái phần xây dựng của tôi thì cơ bản đã hoàn thành khoảng trên 90%. Và còn lại cái phần phụ trợ như cổng chợ và đường đi vào chợ thì chúng tôi xác định trong quý tư năm nay sẽ tiến hành xây dựng và hoàn thành cái tiêu chí về chợ năm 2014 này. Để đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, Bà Hiến đã quy hoạch mở rộng diện tích chợ và xây mới nhiều hạng mục với diện tích trên 5.000 m². 204 ký ốt, chợ Bà Hiến được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng.
Hiện chợ đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình, từng bước đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của các thương nhân, góp phần lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường nông thôn, hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong chợ được đảm bảo, tạo lòng tin, sự đồng thuận của bà con nhân dân. Hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn chợ nông thôn mới. Hiện tại một số công trình phụ trợ như cổng chợ, đường vào chợ, cây xanh, xã vẫn đang tích cực hoàn thiện. Xây dựng chợ theo tiêu chí nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, nâng cao thu nhập. Cuối chương trình thời sự cấp huyện hôm nay là hình ảnh hội thi người khuyết tật chăn nuôi bò sinh sản giỏi huyện Tam Dương lần thứ nhất do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Tam Dương tổ chức. Tham gia hội thi có 10 thí sinh là người khuyết tật thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vốn nuôi bò lai xin sinh sản. Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản như cách chọn giống bò lai xin sinh sản, chăm sóc nuôi bò, phát triển đàn bò, sự hiểu về luật người khuyết tật, chính sách cơ bản đối với người khuyết tật. Đối với phần thi thực tế, ban giám khảo chấm điểm về hình thức và chất lượng con bò lai xin sinh sản của gia đình thí sinh. Hội thi người khuyết tật chăn nuôi bò sinh sản giỏi lần thứ nhất của huyện Tam Dương đã thành công tốt đẹp. Cũng nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho các thí sinh, tổng mỗi suất quà trị giá trên 600.000 đồng. Chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.